Chào tất cả mọi người. Hôm nay á, con sẽ quay clip đáng bánh và không cho tụi nó thấy. Vì không thấy những bịch bánh này nha. Đây mà con có mua có 3 bịch thôi. Giờ con quay cho mọi người xem nha. Bánh con đã mua và con có một cái túi bóng đen. Đây là bánh que sô cô la, que giòn phô mai và que da giòn. Ok, giờ con sẽ cất vô cái túi bóng đen. Kiều My lại nha. Kiều My ơi. Hả? Lại quay nè. Cho trước nha mọi người. Bịt mắt vô. Rồi để con lấy bánh nha mọi người. À, con đã xé bánh rồi nha mọi người. Giờ con sẽ đút cho Kiều My ăn. Ngước đầu lên nào. Là quay. Đúng rồi. Cậu quay đúng được một loại rồi nha. Và đây là bịch bánh còn đã xé rồi nha. Bánh gì? Như là que sô cô la đúng không? Đúng rồi. Mày ăn không ăn vô camera ăn à? Vô camera đi. Đúng được 2 loại rồi. Và đây là bịch bánh cuối cùng. Bánh gì? Bánh gì? Ăn một lát thơm bé béo. Để suy nghĩ là còn cái gì ha. Hơi lâu rồi đấy. Phô mai đúng không? Bánh que giòn phô mai đúng không? Đúng rồi. Chị Quy đã đúng hết 3 lá bánh này rồi nha mọi người. Bây giờ Quỳ đã đeo vô mọi người ơi. Bây giờ con sẽ rút cho Quỳ 2 lá bánh nha. Từ từ sẽ tăng lên đó mọi người. Con sẽ gọi là bắt đầu lấy lá bánh này và lá bánh này nha mọi người. Cho Quỳ ăn thử. Rồi ok. Bây giờ Quỳ nhớ sẽ ăn 2 lá bánh. Cắn. Bánh gì vậy? Bánh gì? Người đó khó diễn tả. Ăn nhanh đi. Đầu tiên là que giòn đúng không? Đúng. Mùi dễ lạ ta. Bánh que sô-cô-la. Đúng rồi, bánh gì nữa? Que giòn. Que giòn gì? Phô mai. Đúng, chính xác. Tiếp, phần tiếp theo nha. Khó hơn rồi ba. Ba cái nha, giờ ba cái luôn nha. Đó. Chưa. Chưa, gớt lại. Bây giờ sẽ cho Quỳnh ăn vòng này, là tiếp theo là tới Kiều My nha mọi người. Bánh que sô-cô-la. Tiếp. Bánh que giòn. Đúng không ai? Dạ quay. Đúng. Ok. Bắt đầu nữa. Còn tiếp theo đó chính là Kiều My. Cái nha mọi người. Dạ con sẽ đút bánh cho Kiều My. Cái giò của Mai. Đúng. Để tôi xin lấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ăn gì ta? Chào nhiều nha. Để mi suy nghĩ. Chocola. Đúng. Tiếp. Bánh tiếp theo. Ăn gì ta? Ăn gì? Cho nguyên 5 giây nữa nha. Gà quay. Đúng. Mì nó nhỏ nên đón hơi lâu, xin lỗi mọi người nha. Xin lỗi mọi người rất là nhiều nha. Bây giờ tới quyền nha mọi người ơi. Bây giờ con sẽ đút lỡ bánh này. Bây giờ con sẽ bắt đầu lấy một cái loại bánh này. Khá là ngọt và béo và ngon luôn. Bây giờ con sẽ lấy cái này. Con sẽ đút cho quyền ăn. Hả mồm ra. Chắc là quyền không biết. Đó là bánh. Bánh kem không? Đúng rồi. Bếp. Không chơi đó thì được cái dạ. Cái gì kỳ vậy? Bè giòn. Với cái gì? Thì mình ăn rồi. Bánh kem. Đúng. Mọi người thấy hay thì sẽ nhắn cho con một sub và một like nha mọi người. Với bánh kem. Với cái gì? Kẹo quay. Đúng. Không chưa? Rồi. Tiếp. Vòng 2 là tới con nha. Tới Kiều Quy nha mọi người. Giờ con sẽ lấy bánh cho Kiều Quy. Vòng 2 nó sẽ nâng cấp khó lên. Và đây là bánh con lấy cho Kiều Quy nha mọi người. Cắn. Bánh kem à. Đúng rồi. Chứ lại là như là quay nè. Quay dọc không ai? Ừ. Còn nữa. Ủa còn nữa hả? Quay chocola. Ừ. Tiếc nè mọi người. Nè mọi người. Há cái họng ra. Trời ơi, ngồi xa với gì? Em ăn hết luôn nha. Trời ơi. Một cái à. Quay nghĩa quay lên đây. Mốt nó dẫn mình đi hồ bơi luôn. Nhãn. Bánh gà quay. Bánh sô-cô-la. Ừ. Bây giờ con thả đút thật cùng với nha. Đây mình thích chặt. Em với hai lần đó. Ủa hai hả? Thôi ăn gian quá mọi ơi. Mày nói chuyện ăn gian quá mọi người. Bánh quê hết hả? To cho coi. Ui.
Nó có dở rồi nữa. Nghe cái họng ra. Cắn. Cắn cam với cô ra. Tụi mới đá thắng vòng 1 nha. Để cho tụi mới. Mày che mắt gì vậy? Chút ra với cái gì? Cái gì ta? Quê giòn phô mai. Kêu lên. Ôi nghĩ quay khúc.